Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại ha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kênh YouTube hay về kiến thức HTML CSS mà các bạn nên theo dõi ha. Thì đây là những trang web mà mình cũng đang theo dõi và xem những cái video của họ hướng dẫn rất là hay và bổ ích cho các bạn ha, nếu các bạn muốn cải thiện kiến thức nhiều hơn mỗi ngày. Thì cái kênh đầu tiên đó mà mình muốn các bạn follow đó chính là kênh Online Tutorial ha. Thì đây là một kênh YouTube chia sẻ rất là nhiều kiến thức về HTML CSS JavaScript, tức là về các hiệu ứng rất là nhiều. Đó, các bạn có thể thấy ở đây. Đó, rất là nhiều hiệu ứng ha, đó 833 video luôn này, đó bạn có thể bấm vào đây để xem. Cái kênh thứ hai á, các bạn nên follow đó chính là Dark Code ha. Đấy. Thì kênh này cũng là một trang kênh tương tự ha, làm về UI luôn, đó Awesome Loading Animation sử dụng HTML và CSS thôi này, đó hay là Amazing Profile Card using HTML và CSS đó, thì các bạn có thể follow những cái này để học hỏi thêm nhiều kiến thức khác về HTML CSS, chúng là cách áp dụng vào thực tế, làm layout như thế nào, làm loading như thế nào, làm hiệu ứng như thế nào đó, để các bạn mở rộng hơn ha. Đó. Rồi đây là Dark Code ha. Kênh thứ ba thì các bạn nên theo dõi đó chính là kênh Traversy Media ha. Kênh này á chia sẻ cũng rất là nhiều kiến thức về frontend như là HTML CSS, JavaScript, React vân vân và vân vân. Đó, có rất là nhiều khóa cơ bản ở đây. Các bạn có thể bấm vào đây xem, học thêm, mở rộng nâng cao kiến thức ha. Tại vì á học tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh nữa, thì chúng ta sẽ mở rộng được nhiều vốn từ hơn. Sau này khi chúng ta học về class hay là đi làm á, đó, chúng ta đặt tên á, nó sẽ chuẩn hơn. Rồi, cái kênh thứ tư mà các bạn nên theo dõi nữa đó là kênh FileShip ha. Thì FileShip nó có rất là, có là những series như là 100 second á, là nó chia sẻ một cái chủ đề nào đó trong 100 giây cũng rất là hay. Hay là những cái ứng dụng về React, hay là những hiệu ứng về CSS, hay là JavaScript rất là nhiều ha. Đây là những kênh rất là bổ ích, các bạn theo dõi ha. Và cuối cùng á thì mình quảng bá thêm kênh của mình, à, kênh của mình là kênh Evondev đây. À. Thì hiện tại mình đang quay cái video này á thì là mới có 2000 subscriber thôi. Thì kênh này á mình chia sẻ những kiến thức bao gồm như là HTML, CSS, hiệu ứng, animation, chuyển động, speed code rất là nhiều ha. Thì các bạn có thể theo dõi và xem để ủng hộ cho mình ha. Đấy, đây mình cũng làm rất là nhiều rồi, cũng khoảng tầm mấy chục video rồi. Đó. Thì vừa rồi ha, mình đã chia sẻ cho các bạn một số kênh hay về HTML CSS trên YouTube ha, như là Online Tutorial, Dark Code, Traversy Media, FileShip, và mình ăn kém một chút đó là kênh của mình Evondev ha. Ok, như vậy là xong, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.